Xin chào mọi người đã quay lại kênh YouTube của mình ha. Năm nay cũng hết năm 2020 rồi, qua năm 2021 rồi. Thì cuối năm mà cũng bận rộn rồi, mình chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa nên cũng tranh thủ thời gian ra một cái clip mới cho một cái năm mới nó có nhiều cái tiến triển tốt hơn cho anh em vận tải nhà mình. Những năm vừa rồi nói chung làm ăn vất vả quá. Thì vừa rồi mình có mới lắp cho một anh khách cái bộ hẹn giờ máy lạnh. Đây là cái bộ hiện tại mình đang triển khai mình lắp ráp cho tất cả các phiên bản máy lạnh hiện nay trên thị trường này. Dòng nào nó cũng có cấu tạo như thế này, hoạt động như nhau. Thì mình có được năm ngoái có hứa với anh em mà thời gian rảnh chỉ làm một cái clip hướng dẫn mọi người tự làm cho mình một cái bộ hẹn giờ máy lạnh mini nhỏ gọn, tích năng đơn giản nhất. Thì hôm nay sẵn cái dịp bữa rồi có ráp cho anh khách cái bộ này mà trên xe có gắn sẵn một cái bộ mini thế này của một anh em nào đó đã gắn sẵn cho xe ảnh, mà nói chung là cái mà anh dùng không được nên nhờ mình gỡ ra mình ráp cái bộ mới ra vào. Thì sẵn tiện mình có xin ảnh đem cái bộ này về để làm một clip thì phân tích cái đúng sai của cái bộ này và hướng dẫn anh em tự làm cho mình một cái bộ đơn giản như thế này, đơn giản để có thể sử dụng hẹn giờ với tính năng tối thiểu là hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt máy lạnh thôi. Giờ cái này là cái bộ hoàn thiện của mình, anh em có nhu cầu ráp thì cứ alo mình bộ 24/24 nha. Còn nói đến cái bộ hẹn giờ mini này, bộ của một ai đó gắn trên xe ông anh đó mình cũng không rõ, nhưng về nguyên tắc về điện thì gắn như thế này là mình thấy là không có đúng rồi nha. Thì cái bộ hẹn giờ mini như thế này, nếu mà anh em mà muốn tiết kiệm chi phí mà biết về điện tự làm thì đặt mua cái đồng hồ như thế này. Thì cái đồng hồ này bây giờ nó giá thị trường nó dao động nó rất là nhiều giá, mà nó nhiều hãng và nó có nhiều cái mẫu mã chất lượng đó. Nói chung là dao động nó tầm giá cũng hơn 100 cũng có, hơn 200 cũng có. Nói chung là nó hàng thật giả rất là lẫn lộn đây vì hàng hàng Trung Quốc mà. Như cái đồng hồ hiện đây đang cầm lên tay là cái mẫu này thì nói chung là không xài được nha, nói chung xài được nhưng mà nó cài đặt nó phức tạp lắm nha, nó kiểu như nó một dạng phiên bản lỗi, không có dùng hiệu quả đâu. Thì để mà làm một bộ hẹn giờ máy lạnh mini đơn giản như thế này thì có chức năng bật tắt theo giờ. Thì trước tiên là máy lạnh phải là máy lạnh mình đang chạy chế độ tự động nha. Máy lạnh cơ thì dùng cái này nó không được, máy lạnh cơ thì yêu cầu phải có thêm cái bộ kích đề nữa, còn cái này nó chỉ này bật công tắc lên thôi, tức là tới giờ nó chỉ bật nó đóng nguồn để cho cái máy lạnh ta tự nổ rồi. Thì chúng ta chỉ cần mua một cái đồng hồ này rồi máy chúng ta thêm một cái công tắc nguồn nữa. Chúng ta mua một con công tắc nguồn này, công tắc nguồn để bắt bật tắt cái nguồn do cái đồng hồ này, khi nào không dùng thì ta tắt nguồn đi cho nó an toàn. Còn nếu mà để anh em nào muốn an toàn hơn nữa thì trên cái đường bắt vào công tắc nguồn này, chúng ta bắt thêm một cái cầu chì nữa, mua thêm một cầu chì gắn vào cầu chì khoảng 5 A nữa là ok. Thì cái đồng hồ này rất là dễ bắt, thì nó chỉ có 4 chân thôi, là 2 chân người ta nó ghi chữ power này, hoặc là nó ghi chữ dương âm, thì tức là 2 chân nguồn là cấp nguồn vào, là người ta cấp nguồn trực tiếp từ, nếu mà si Mỹ thì chạy điện 12V nữa, thì ta mua cái phiên bản 12V ta cấp nguồn trực tiếp vào. Nói chung nó ghi dương âm nhưng mà ta cấp trong này nó có diode không cực rời nên là mình có cấp lộn chân nó cũng vẫn hoạt động bình thường, nó không bị sao hết. Đó là 2 chân nguồn vào ở chỗ bên đây. Đó. Còn cái phần bên nó ghi là một bên nó ghi là switch ấy. Là bên đó là tức là cái nó là giống như một công tắc, gọi là công tắc điện tử rồi le, nó giống như công tắc cơ này. Đầu giờ tới giờ là 2 cái tiếp điểm nó đóng lại, tức là điện nó thông qua từ trong đó nó chạy trên đây. Thì như ông anh làm bắt cái thêm cái rồi le này là sai nguyên tắc này nha. Tại nguyên tắc hai cái chân này
là nó là trong đây nó đã có một cái relay là nó giống như này rồi, thì hai chân đó nó giống như hai chân relay thôi, mình không cần là bắt qua cái relay rùm rà mà tốn thêm tiền bạc mà nó rùm rà nữa. Họ mà như anh đấu nối kiểu này là điện, cái điện nguồn trong cái cục này nó nhập chung với cái điện điện máy lạnh của mình ấy, tức là cái đường dây máy lạnh từ siêu máy lạnh nó lên lên đầu cái ấy, là nó phải tách ra, chúng ta phải tách ra xong được nhập chung với điện đầu cái cabin chúng ta. À, rồi như câu này là nó nhập chung lum la này là không có tốt đâu nha. À, về lâu dài là hệ thống điện máy lạnh với xe của ta nó bị tắc kè. Rồi còn cái đồng hồ này nó có nhiều phiên bản, như phiên bản là 12V, còn nếu như anh em mà đi xin Trung Quốc ấy mà muốn gắn nguồn đi này thì đặt hãng mua bản 24V luôn, là chúng ta gắn trực tiếp luôn, khỏi cần phải qua cục đổi nguồn 24 hạ 12 thì nó tốn kém thêm. Còn nếu mà chúng ta gắn cái cục này để sử dụng gia đình á, điện lưới 220 thì chúng ta đặt mua bộ 220 về chúng ta ca ráp vô trong cái hệ thống đèn hành lang á, hệ đèn trong vườn đó, chúng ta hẹn giờ bây giờ tối là 5 6 giờ tối tự bật, sáng là 5 giờ sáng là tự tắt. Đó là cái ứng dụng đồng hồ này nó rất là nhiều hữu ích. Như nhà mình thì mình cũng có gắn rất nhiều ở trong hệ thống đèn ngoài vườn, đèn ngoài hành lang rồi đó, buổi tối là nó tự bật. Rồi hướng dẫn chi tiết hơn nè, cách đấu chân nha, để mình rút ra hết mấy cái chất này. Đây một đồng hồ mình lấy một cái mẫu khác của mình nó ra cho mình coi. Đây đây cũng là một cái mẫu khác của mình này. Hình thức ở bên ngoài nó gần như giống nhau hoàn toàn, nhưng mà nếu mà hai cái mẫu đồng hồ này cái cách cài đặt ấy, nó sẽ hơi khác nhau chút này nha. À, với lại cái bên sau nó in nó cũng hơi khác. À, giờ mình lấy cái mẫu của mình thì mình hướng dẫn trực quan là mọi người dễ thấy. Người thấy không? Có một bên nó sẽ ghi chữ power, nó ghi cộng ghi 12V dương âm, thì ra mình cấp nguồn trực tiếp từ cabin vào. Nếu mà điện xi Mỹ thì mua bán 12V thì ta cấp điện trực tiếp từ cabin vào, thì hai chân là dương âm chân nào cũng được. Nó trong này cái phiên bản này cái dòng này là nó có diode phân cực nên là mình cấp lộn chân nó vẫn hoạt động bình thường, nó không có bị hư không bị cháy. Rồi cấp hai 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 dương âm vào trong đây. Đây chẳng hạn như giờ trường hợp đây, đây là hai dây nguồn trong điện đầu cái chúng ta ra cấp vào đây. Rồi đây ví dụ chúng ta đã cấp dây dương đi, còn đây dây âm. Dây âm thì trước khi vào chân đây á, đấy thì chúng ta tách nó ra, cắt đứt cái rồi ra, chúng ta đấu qua thêm mỗi công tắc, đấu qua một công tắc như thế này. Đó, là khi nào ta dùng thì ta bật lên, mà không dùng ta tắt đi, tức là ta ngắt cái bộ nó đi để cho nó bền. Thứ hai là cho nó an toàn, nhiều khi nó với điện tử vô tình ta đụng kiếm hay ta cài được gì đó mà nó tự tới giờ nó tự bật lên, nó là mới lạnh ta nó tự chạy ra là không ổn. Chúng ta phải cắt cái công tắc này tắt bật cho nó an toàn. Rồi còn để an toàn hơn nữa thì trước khi qua công tắc này chúng ta đóng thêm một cái cầu chì nữa, chúng ta mua một cái cầu chì ta gắn vào. Đây như mình đây là mình mua cầu chì rồi, để mình bấm bấm rách đó, chúng ta cho nó đi vào cầu chì, nó đi qua công tắc như thế này. À, mọi người thấy không? À, rất an toàn, nó có sự cố về điện đài ra là cái cầu chì này nó sẽ bảo vệ. Mình gắn cái cầu chì làm 5 be thôi, cầu chì nhỏ thôi chứ không cần lớn đâu. À, thì để làm bộ hẹn giờ thì chỉ cần đơn giản thôi, nếu anh em nào mà tối thiểu nhất là mua một cái đồng hồ này với vài mét dây điện, một khối công tắc. Còn nếu anh em nào kỹ hơn nữa thì mua thêm một cái bộ cầu chì như thế này, nó phụ tùng ô tô bán rất là nhiều. Rồi vậy xong, còn cái cục đen này không cần thiết nha. À, rồi sau khi cấp nguồn dương âm vào cho cái cục này xong, cái đồng hồ này xong, thì nó còn hai chân còn lại là hai chân đó là giống như là trong đây nó có một cái relay là nó như hai tiếp điểm của relay đấy. Thì hai chân này ta đấu thẳng vô trong hai cái công tắc máy lạnh chúng ta đấy.
hai chân này như 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 đai nhập chung bây giờ là không đúng này, như chân đai thông và chân đai không đúng, chúng ta chỉ cần lấy hai chân độc lập đi xuống ví dụ đai một chân là chân đai là đi thẳng xuống với cái công tắc máy lạnh, công tắc máy ta chạy đi động thì thường thường một là nó sẽ chạy công tắc chỗ này bật lên giờ là tự nổ tắt này tự tắt, thì theo công tắc này nó sẽ có hai cái chân đai, thì hai chân đai chúng ta sẽ đấu song song với hai cái chân đai luôn, thì cứ chân đai kéo xuống đai một chân, chân còn lại kéo thẳng đây đó là chúng ta mắc song song hai công tắc đó luôn là được. Còn đối với cái dòng máy lạnh mà có cơ có tự động mà ta câu cơ chung trong cái ổ khóa ví dụ khi chúng ta lắc lên một nắp đó, nó nổ đó, thì chúng ta xác định hai cái chân tự động như thế nào, thì hai dây này chúng ta đấu vô hai dây hai cái chân của cái công tắc á mà nó có ghi chữ B với cái chữ IG ta nấu hai chân đó nha, tương tự cái chân đai ta nấu vô dây chân B hoặc là chân IG cũng được, nếu mà nói nếu như cái chân đai mà chúng ta nấu chân B thì cái chân còn lại ta nấu chân IG trên cái ổ khóa, còn ngược lại nếu như cái chân đai mà nấu chân IG thì chân đai nấu chân B trên ổ khóa nó có ba chân, còn một chân còn lại nó ghi chữ ST, cái chân đó là chân đề dành cho khi chạy cơ ấy. Thì chúng ta đấu bộ đai đấu tự động nên là chúng ta không có câu vô chân star ST, tức là chân star đó, chân đề nhớ nha, chân chân B mình ghi luôn người giải thoái này. Đấy, một chân là chúng ta đi vô một dây là chúng ta đi vào chân chữ có cái chữ B, một dây còn lại đi vào chữ cái chân mà có chữ IG xe ổ khóa. Ổ khóa ba chân còn là chân ST chúng ta không dùng nha, chân ST là chân đề, chúng ta câu chân đó nó không có nổ đâu. Thì nguyên tắc hoạt động của bộ này sao là hẹn giờ tới giờ là nó sẽ bật tức là bật cái relay trong đây này, cái relay này nó giống như relay này, anh này là anh không hiểu về nguyên tắc nó là anh câu thêm relay rồi này mà anh câu kiểu nhập chung như thế này là cũng tầm bậy tầm bạ quá, nói chung là không đúng nguyên tắc rùm ra thì trong đây nó có sẵn một cái relay như thế này rồi mà relay này năm chân nha, mà trong đây là cái bộ này nó đã ngắt bắn chân rồi nè, nó ghi 1 2 3 này, 3 4 5 là ba chân này, nhưng mà nó nguyên bản nó đã bỏ mất chân rồi, thì chúng ta quan tâm hai chân rồi thôi, thì mình khi tới giờ á thiết bị này hoạt động chúng ta cài tới giờ đúng không, thì cái relay này trong này nó bật thì hai cái chân này nó chỉ thông với nhau, thì tương tự ví dụ như chúng ta chạy máy lạnh vậy đó, hai con tắc ra bình thường là nó đang cảm thấy tắc thì hai chân này nó tắt ra đó, khi chúng ta bật lên đến giờ mà ta bật nguồn cho nó nổ thì hai chân này sẽ thông với nhau, thì tương tự như đang vậy hai chân này tới giờ hẹn giờ là hai chân này sẽ thông với nhau đó, thì nó bật tắt cái mình điện gọi là relay điện nên tới giờ là hai chân này thông với nhau là lạnh ta tự nổ, thì đối với máy tự động thì chỉ cần bật nguồn lên là màn hình sáng là nó tự động đề tự nổ mà thứ tự làm việc, thì đây là cấu tạo bộ đơn giản thôi, rồi tới giờ tắt thì đúng giờ là nó tắt, thì dù cái giờ đấy cái máy lạnh ta đang chạy rớt độ hay không rớt độ mặc kệ, nhưng mà chúng ta cứ cài vô trong đây cái giờ đây thì cái đúng giờ nó sẽ tắt, nên đây là cái điểm yếu cái nhược điểm của cái bộ này, tức là giờ nổ thì tới giờ là nó nổ chắc chắn rồi đó, nhưng mà cái giờ tắt của nó là giờ chúng ta phải cài chết trong này, mà cài chết trong này thì cứ tới giờ nào nó tắt giờ đó, thì nó xảy ra hai trường hợp, một là cái nhiệt độ chúng ta chạy chưa tới cái nhiệt độ chúng ta cài đặt, còn hai nữa là nó nhiệt độ chúng ta đủ độ rồi nhưng mà nó vẫn chưa tắt, nó tới giờ chúng ta cài nó mới tắt là cái điểm yếu của này, và thứ hai cái bộ này á thì nếu anh em nào tinh ý á nói chung về rành về điện hơn nữa thì có thể tự kết hợp chung luôn, tức là kết hợp thêm nữa, kết hợp thêm cái tính năng hẹn giờ xả đá nữa, tức là thay vì hẹn giờ bật tắt máy lạnh thì chúng ta chỉ gắn cho nó thêm một cái công tắc đảo, cũng công tắc như nãy, nhưng mà nãy mình đang nói là công tắc như thế này mà nó chỉ có hai chân thôi nha, còn công tắc mình đang dùng là công tắc nó tới ba chân này, thì kết hợp thêm một công tắc ba chân này nữa chúng ta gọi là công tắc đảo này, thì ví dụ như bình thường chúng ta dùng hẹn giờ thì ta để ở trạng thái đây, mà khi chúng ta muốn hẹn giờ xả đá chúng ta đảo công tắc khác, thì cái cách đấu mà kết hợp vừa hẹn giờ nổ máy mà vừa hẹn giờ xả đá thì nó tùy theo cái máy lạnh, ví dụ có những máy là cái điện
xả đá, điện mà câu từ cái ổ khóa nổ tự động qua cái xả đá nó xả chung đó, thì chúng ta kết hợp được. Chứ còn nếu mà một số loại máy lạnh mình gắn là mình gặp trường hợp là xả đá nó đi cái nguồn riêng, à, nó đi đại loại nó đi hai gia riêng, nó không có nhập chung như kia, là chúng ta có thể không đấu chung được, không kết hợp được. Là mình chỉ hướng dẫn mọi người nãy giờ là chỉ làm cái bộ hẹn giờ thôi, còn hẹn giờ mà tích hợp với xả đá là cái đó là phải khảo sát thực tế, à, là mới làm được. Nói chung cái đó là nó chỉ là tuyển thêm thôi, nói chung là chỉ gọi là phần nâng cao đó. Thì nói về hẹn giờ xả đá thì nó hẹn sao thì nó cũng giống như hẹn giờ nổ thôi, chúng ta hẹn tới giờ đó là nó bật xả đá, rồi nó bật bao nhiêu lâu nó tắt xả đá, rồi tới giờ tiếp theo nó bật xả đá. Chúng ta phải hẹn từng lần, ví dụ chúng ta không muốn hẹn xả đá 5 lần thì bắt buộc chúng ta phải hẹn lên 5 lần đó. Thì đó nó cũng hơi hơi vất vả. Nói chung nó vẫn chỉ là hỗ trợ một phần nào đó, một nhu cầu tối thiểu thôi, chứ còn nó không có đầy đủ chức năng tiện ích, à, với chi phí tối thiểu mà đáp ứng nhu cầu gọi là tối thiểu cho anh em luôn. Ừ, thì anh em là biết về điện thì nãy giờ mình hướng dẫn sơ qua các anh em làm được hết rồi, đơn giản đó. Nhưng mà đã dùng loại này thì anh em cứ lên mạng tìm hiểu mấy cái shop nào mà nó bán hàng uy tín mà được đánh giá nhiều sao, rồi anh em nó có mình đồ đội uy tín cao thì mua. Tại cái mặt hàng này nó rất nhiều cửa hàng bán, rất nhiều shop bán, rất nhiều giá, à, mà chất lượng thì nó cũng vô vàng chất lượng luôn, đủ loại hết, loại xài bền, loại xài mấy bữa hư rồi. Ừ, thì anh em là xài điện 12 thì đặt mua bộ 12V. Anh em là xài xi Trung Quốc á, mà muốn gắn một cái bộ đơn giản ở trong thì đặt sẵn luôn bản 24V. Còn mua về gắn gia đình á thì ta đặt sẵn bản 220V. Thì dòng này nó rất nhiều phiên bản 5V cũng có, à, 12V, 24V, 110V, 220V, nó rất nhiều phiên bản. À, rồi đó thì giờ mình rút gọn lại một lần nữa, thì trên đồng hồ chỉ có 4 chân, 2 chân nguồn, lấy từ điện cabin vô, dương âm cấp 2 chân bất kỳ, à, tại vì nó có đeo phân cực nó không có sợ bị tức là mình cấp lộn, không sợ bị cháy đồng hồ, không sợ hư, nên cứ yên tâm cứ cấp 2 giờ và không cần thiết giờ nào dương âm gì hết. Thì trên một 2 dây nguồn vào thì tốt nhất chúng ta nên làm một cái công tắc tách bật cho nó an toàn, và tốt hơn nữa thì chúng ta nên làm cho nó thêm một cái cầu chì, à, bảo vệ, rồi xong 2 dây nguồn. Còn 2 chân còn lại của cái tiết điểm đầu ra này nó có ghi, thường thường nó ghi 16A luôn, con vỉ 16 xéo này là 2 cái tiết điểm tách bật đó, thì nó giống như 2 con tách khác. Thì đối với cái dòng máy lạnh mà người ta câu cơ và câu tự động, hoặc là câu tự động không mà nó câu qua một cái công tắc bật như thế này, thì xe công tắc nó chỉ có hưởng có 2 chân, à, thì ta đấu 2 chân đó song song 2 chân đây, cứ một chân đây đấu thẳng chân đây, chân còn lại đấu thẳng qua chân chân công tắc đây, là 2 cái đấu song song với nhau rồi là xong. Rồi đối với cái dòng máy lạnh mà chạy cơ tự động chung trong một ô khóa thì cứ 2 giờ đây ta nấu thông qua cái chân B và chân IG, nhớ nha, chân B chân IG chứ chân ST là không phải nha, chân ST là chân D, nó ghi viết test star đó, thì chân khởi động và cái chân đó không phải, à, thì tương tự là 2 chân này vào chân B chân IG, thì cho ra vào chân B cũng được mà vào chân IG cũng được. Thì nếu nó vào chân B trước thì chân còn lại nó bắt buộc phải vào chân IG, mà ngược lại chân đây nó vào chân IG thì chân còn lại phải vào chân B. Dạ rồi, nói chung là mình đấu song song rồi. Thì khi đấu cái này thì tức là đã đấu song song thì cái bộ này chúng ta dùng hẹn giờ tới giờ tất bật, còn nếu mà không cần thiết chúng ta vẫn có thể bật tắt trực tiếp trên cái bảng điều khiển chính ra luôn, hoa nướng dịch, tức là đây là mình đấu song song như một thiết bị hỗ trợ thêm đó. Là bộ đơn giản nhất, nhu cầu tối thiểu mà anh em thích vật vật về điện đó là có thể tự mày mò làm được. Còn như cái bộ này là câu qua cái đồ len này là nó hoàn toàn là không đúng nguyên tắc này. Thứ nhất là nó rườm rà, thứ hai là không đúng nguyên tắc về điện và hoạt động của điện. Như câu như thế này thì điện nguồn, chúng ta thấy điện nguồn đây, điện nguồn cấp cho cái cục này nó lại nhập chung với cái điện nguồn rờ le đây, nuôi rờ le, nó lại thông qua cái điện nguồn máy lạnh luôn, à, đó không, đó là nó đi nhập chung này, là nó tùy máy, có những máy nó máy chứ có những máy này mà câu cái này là nó cháy luôn nguyên cái bo máy lạnh ở sau luôn đó. Nguyên tắc của bộ này là 2 dây nguồn là cấp điện đầu cái, nó sẽ độc lập với 2 cái dây đầu ra, là 2 giờ ra đến 2 giờ rồi đi, nó giống như công tắc rời thế này đó, là tới giờ là thay vì ra mình bật bằng cơm, tức là mình dùng sức mình bật, thì cái này nó chỉ bật bằng điện, công tắc trong đây chỉ bật bằng điện nữa thôi. Thì 2 chân đây là 2 chân điện chúng ta mắc song song từ cái bảng điều khiển máy lạnh chúng ta sẽ đi qua,
tức là nó sẽ cách ly với cái điện này, hai cái điện này nó không có chung nhau, rất an toàn. Rồi thì đây là một cái bộ đơn giản với chi phí tối thiểu. Nếu mà chi phí mua cái đồng hồ công tắc này kia cho nó tầm khoảng 300 ngàn, 300-400 ngàn rồi đó, dây điện cho đồ. Nếu mà kỹ thì đầu tư cốt check rồi bấm như thế này, dàn ốc cho nó đẹp đó, hệ thống dây bọc chống cháy chống chạy cho an toàn, không tao quấn bằng keo cũng được. Còn anh em nào muốn sử dụng một bộ đầy đủ tính năng thì liên hệ mình ráp cho bộ như thế này. Máy mỗi phiên bản máy nó sẽ có một cái cấu tạo bên trong khác nhau, nhưng mà hình thức bên ngoài, cách cài đặt sử dụng và chức năng nó mang lại là y nhau. Như cái bộ đang cầm tay ra mình có ghi SP210, bộ này là phiên bản đặc biệt dành cho dòng SP210 chạy tự động. Là phiên bản này là gần như là hàng hiếm trên thị trường, gần như là hiện giờ là chưa có ai làm được cái bộ hẹn giờ cho cái dòng này. Thì SP210 này nó là, tức là mình ghi nó riêng biệt thôi, với SP210, 310 mấy cái dòng máy lạnh mà có chữ số 10 sale là gần như đa phần là nó xài, nếu mà còn chạy tự động là nó xài công tắc nhúng. Nó công tắc nhúng thì nó là công tắc ba chân như thế này thôi, nhưng mà cái trạng thái cái cần là lúc nào nó cũng nằm chính giữa, nó nằm trạng thái chính giữa. Chúng ta nhấn lên vài cái là nó tự bung lại, nó tự tra thẳng lại, nó tự nổ, nó nhấn vài cái nó cũng tự tra thẳng lại mà nó tắt. Gọi là công tắc nhúng, nó giống như công tắc đề, nó nhấn lên đề phát thả nó bung ra. Thì hiện giờ là chỉ có mình làm được cái bộ hẹn giờ cho cái dòng máy lạnh đó thôi. Đây thì đối với cái máy chạy cơ hoặc máy chạy tự động thì hình thức bên ngoài y nhau vậy, cấu tạo y vậy luôn, chức năng đem lại y nhau luôn, nhưng mà chẳng qua là cái cấu tạo bên trong là mình làm tùy theo bản mình làm là khác nhau. Thì trong ba phiên bản cơ tự động với cái dòng đặc biệt SP210 này thì giá bán của mình bao lắp đặt lên xe luôn, bảo hành bao xài luôn á, mấy năm nay mình vẫn là để giá 3 triệu nha. Còn đúng ra là cái bộ SP210 này mình sẽ lấy giá cao hơn, lý do là làm nó rất là phức tạp mà làm nó rất là kỳ công, mà nó dạng như là phiên bản dạng hàng hiếm luôn á. Thì sẵn nói bộ đây thì mình cũng nói sơ qua lại thì những cái gì bộ này đem lại. Thì cái bộ này là mình làm tới nay cái phiên bản này gần như là phiên bản chung luôn, là bất cứ máy lạnh nào mà ráp cũng được nha, không có kén máy lạnh nào, vẫn gắn được hết. Thì nó sẽ đem lại những lợi ích gì? Thì cái bộ này nó tích hợp là ba chức năng trong một. Ví dụ mọi người thấy công tắc có nắp chụp màu đen này, là công tắc đây là dùng cho chức năng xả đáy ép tự động này. Đây là chuyên chức năng gọi là xả đáy ép tự động. Như cái bộ nãy mình nói, cái bộ này nếu anh em mà câu thêm chức năng hẹn giờ xả đá thì gọi là hẹn giờ thủ công rồi, tức là chúng ta muốn xả lần nào chúng ta hẹn lần đấy. Là muốn xả 10 lần ta bắt buộc phải hẹn giờ 10 lần. Còn đối với cái bộ của mình đây là trong này nó có một cái vò tự động rồi, chúng ta không cần nói như thời gian chúng ta đi nhập vô một lần, chúng ta bật công tắc lên là thế nó tự động nó làm việc, gọi là xả đáy ép tự động. Còn hai công tắc này thì một công tắc là bật nguồn để sử dụng hẹn giờ, sử dụng cho đồng hồ ra, như là nãy mình cái đồng hồ ra này, mình bảo mọi người gắn cho nó một công tắc nguồn này dạng như thế này này, người ta dùng nó bật lên, không dùng nó tắt đi cho nó an toàn. Bật nguồn lên. Còn công tắc dưới đây mình không có để tem, là lý do là có hai chế độ nằm trong này. Thứ nhất, nếu mà nó nằm ở trạng thái cùng chiều với chữ on ở trên đây, công tắc trên này, là mình chạy theo chế độ rớt độ tiếng máy, tức là theo nhiệt độ của mình cài đặt trên máy lạnh mình. Ví dụ chúng ta chạy 37 độ F, ta cài tới giờ nổ thì nó dụ nó lên 42, 43 độ F mày kệ, cứ nổ xong xuống đúng 4, 37 độ F rớt độ máy lạnh xuống ra nhỏ tắt máy, dù máy cơ máy tự động máy gì cũng vậy, cứ rớt độ xuống ra nhỏ tắt máy. Đó. Rồi nếu ta đi theo chiều ngược lại, theo chiều ngược lại tức là nó sẽ theo tích bật theo cái đồng hồ đây, tích bật theo đồng hồ đây để dùng trong những trường hợp nào. Ví dụ trong mùa nắng chúng ta chạy tự động chạy cơ chẳng hạn, chúng ta thường thường ta bật máy lạnh lên nó chạy là thường xuyên đứng một chỗ là trời rất nóng, là chạy gần như nó không rớt, là nó ngâm biết là chúng ta dễ bị cháy hàng. Thì chúng ta biết cái hàng chúng ta, cái công chúng ta chạy dùng 1 tiếng rưỡi chạy lại, 2 tiếng chạy lại, khoảng thời gian nó đáp ứng đủ cái làm lạnh, ví dụ như 18 phút 2 phút đó chúng ta cài trực tiếp trong đồng hồ luôn. Ví dụ chúng ta cài 11 rưỡi nổ tới 11 giờ 50 tắt, chúng ta chạy đúng 2 phút tắt rồi chúng ta cài trực tiếp đây, chúng ta gạt tắt cái vị trí này,
là đúng giờ nó chạy, đúng giờ đấy là nó xuống ra nhỏ tắt máy đàng hoàng. Thì nếu chúng ta đứng như đó thì những người xung quanh người ta nghĩ chúng máy chúng ta là chạy rớt độ tắt máy, nhưng thật ra là ở đây là không rớt độ, tại vì trời nắng quá là chúng ta đứng một chỗ là nó quằn, là nó không rớt độ, là chúng ta chạy theo chế độ nào là được. Tới giờ đó nó vẫn chuyển xuống ra nhỏ và tắt máy, đó là chạy chức năng đó, là nhất là phân tích trong trường hợp đấy, mùa nắng là an toàn, chúng ta không bị ngâm hàng cháy hàng. Thứ hai là bắt cái cây vào trong chợ đó, những cái hàng gọi là chạy mát đó, ví dụ như tàu rổ hay là lê, là những hàng gọi là chạy bảo bảo ôn chạy mát thôi á, thì dùng cái này này chạy hiệu quả hơn. Dù vô trong đó chúng ta cài, tôi bấm cái độ ép nó sẽ màn hình thấp xuống, rồi bấm xuống 20 độ ép cũng được, không quan trọng, bấm cho nó thấp xuống. Thì mục đích làm gì, cái đồ đó máy chạy tự động, chúng ta phải bấm thấp xuống để cho cái nhiệt độ bên ngoài nó đủ cao đủ chênh lệch khi chúng ta hẹn giờ tới giờ nổ, là để nó phát ra lớn. Thì ví dụ như chẳng hạn ví dụ chạy tàu rổ đi à, thì vô trong chợ, ví dụ thường thường chợ búa hay chợ đầu mối rồi, thì nó thời tiết Sài Gòn nắng nóng, người ta đa phần là cứ kiếm quán đồ vẫn vắng rồi mình ngồi nghỉ ngơi à, khỏi phải ra chạy lạnh. Chúng ta hẹn ví dụ như 2 tiếng chạy lại nửa tiếng à, thì nó hay hơn, nó chạy theo giờ. Lúc đó mình cứ bấm màn hình độ sườn, cứ bấm thấp xuống để mục đích là để máy người ta phát ra lớn, nó chạy nó đảm bảo trong cái thời gian mình cài đặt là nó chạy được ra lớn. Đó, ví dụ người ta cài 12 giờ 10 giờ sáng nổ thì tới 10 giờ rưỡi thì đúng 10 giờ nó nổ, đúng 10 giờ rưỡi nó xuống là nhỏ tắt máy. Dù cũng ta cài độ ép cái sale nó chưa tới độ đấy nhưng mà nó vẫn tắt máy được. Đó, là cái bộ mình trong này là gọi là 3 trong 1, là đáp ứng gần như là đầy đủ cái nhu cầu chạy lạnh hiện tại anh em mình bây giờ. Còn cái phần xả đáy ép tự động, tại vì cái bộ B210 này với cái bộ cơ á, cái linh kiện bên trong nó quá đầy đi, nó nhiều quá nên mình không thể tích hợp một cái mô đun xả đá rời để mình anh em tự cài được. Tại thì bên trong cái bộ này thì có một cái bộ mô đun điều khiển xả đá tự động, thì vì những cái bộ này là linh kiện bên trong nó quá nhiều đi nên là mình không thể gắn một cái bộ rời để anh em có thể xét cái thời gian linh động ra bên ngoài được. Đối với những bộ mà chỉ chạy tự động không á thì linh kiện bên trong nó ít, nó gọn hơn á, thì mình tích hợp cái bộ xe đá ép tự động ra, nó dạng một cái mô đun rời như thế này để anh em có thể chỉnh trực tiếp trên bên ngoài cái hộp luôn, không cần phải tháo hộp ra à, rất đơn giản. Thì cái việc chỉnh xe đá ép này thì đối với anh em nào mà chạy nhiều loại hàng hay thay đổi loại hàng thì mới cần điều chỉnh, chứ còn ví dụ như anh em chạy nguồn hàng cố định thì không cần thiết. Ví dụ như khi nào muốn chỉnh thì có thể liên hệ Zalo mình hỗ trợ, mình cũng đã có video hướng dẫn anh em chỉnh lại thời gian rồi. Còn còn anh em là sợ mà bung ra mà sợ ảnh hưởng hệ thống trong này thì ghé mình chỉnh cho rất là nhanh. Chứ tại những bộ này linh kiện nó nhiều quá mà không thể nhét thêm cái mô đun rời này vào được đó, nên anh em cũng thông cảm. Có những chỉ bộ nào tự động thôi, linh kiện nó ít, nó là mình tích hợp cái mô đun xả đá từ ép tự động này, nó nằm rời ngoặt ngoài luôn, chúng ta chỉnh trực tiếp như này đó, là nó hay hơn. Thì mọi người phải thông cảm nha. Còn hiện giờ mà nếu anh em nào mà không có gắn cái bộ hẹn giờ nào, muốn gắn một cái bộ xả đáy tự động như thế này không thì vẫn liên hệ mình mà gắn nha. Đó là bộ này nó chỉ chuyên dùng để xả đáy tự động thôi, là mình cài giờ đó là cứ ví dụ cài 1 tiếng xả 5 phút, 1 tiếng xả 6 phút rồi đó, là cứ bật nguồn lên là cứ đúng là giờ nó làm việc tự động, tập đêm lại tự động luôn. Rồi thôi, kết thúc cái video mình ở đây. Thì cũng năm hết Tết đến rồi, chúc các anh em vận tải chúng ta sang năm 2021 là có làm ăn tốt hơn, khá nhiều thành công hơn. Năm 2020 thì tôi bỏ qua đi, năm dịch bệnh thiên tai ảnh hưởng nhiều quá. Rồi số điện thoại địa chỉ liên hệ của mình thì mình có để đầy đủ video hoặc ở phần mô tả chi tiết ở bên dưới, người cứ liên hệ. Thì hiện tại mình ở nhà, mình đang triển khai mình làm cái xe dịch vụ nên là thời gian ở nhà nhiều, nên mà có nhu cầu mà gắn thì cứ alo trước là mình sắp xếp thời gian là mình hỗ trợ nha. Rồi, xin chào mọi người.